tôi quay mà. Được rồi. Ui, con đào được cái gì đấy? Wow, đẹp quá. Ô tô màu vàng đẹp quá. Thì con đào tiếp xem nào. Con gì đấy? Con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt à? Wow, chim cánh cụt màu gì đấy? Chim cánh cụt màu hồng pink. Màu hồng pink à? Ai da? Sao sao ở chỗ này có nhiều? Không phải màu hồng pink là cái đâu? Màu hồng pink. Ừ. Con đào tiếp đi. Mấy xúc đào cái gì đấy? Mấy xúc đào gì đấy? Chỗ kia cơ mà. Đấy, đúng rồi. Wow, con đào được cái gì đấy? Đào gì đấy? Wow, cái gì đây? Ô tô màu cam à? Ô tô màu cam. Ui, sao trong đống cát lại có ô tô màu cam nhở? Ui, xem con đào được những gì nào. À, một chiếc xe màu vàng này. Một chiếc xe ô tô màu cam. Và một con chim cánh cụt màu hồng. Ôi, xúc cát à? Xúc cát làm gì đấy? Rồi. Xúc cát để xây nhà. Rồi, đi thổi. Đi thổi thôi. Đi nữa ở đây à? Được rồi, đổ thổ. Đi thổi. Chin, chin, chin. Nào, xúc cát vào ô tô thôi. Xúc cát à? Thôi, đổ ô tô rồi. Dựng ô tô lên, đổ mất ô tô tải rồi. Đổ ô tô tải này cái gì mà xúc cát bây giờ? À, lấy máy xúc để giúp ô tô tải đứng dậy nhá. À, máy xúc đâu? Máy xúc đây rồi. À, giúp ô tô... À, được rồi. Hoan hô máy xúc, hoan hô máy xúc. À, chiếc xe này cũng đổ à. Nào, máy xúc này giúp xe này đứng dậy nhá. À, ai à, xe này nặng quá. À, nặng quá. Ôi, xe này nặng quá. Tôm. À, tôm giúp nó đứng dậy đi. Đi nè, tôm giúp chiếc xe này đứng dậy đi. Đứng dậy chưa? À, được rồi, hoan hô. Còn một chiếc xe gì bị đổ kia nhỉ? Đấy, chiếc xe gì bị đổ đấy? Đây. Xe trộn bê tông à? Ôi, xe trộn bê tông bị đổ rồi. Máy xúc giúp giúp xe trộn bê tông đứng dậy nhá. Này. Đứng dậy nào, đứng dậy nào. Nặng quá, nặng quá. À, được rồi. Cảm ơn máy xúc nhá. Cảm ơn máy xúc nhá. Xe trộn bê tông đi đây. Dìn, 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 dìn. Ô, ô tô tải Barbie lại đổ à? Máy xúc nào giúp ô tô tải Barbie đứng dậy nhá. Ây da, ây da. À, được rồi. Cảm ơn bạn máy xúc nha. Đây xem chiếc máy xúc này. Đang làm gì đây? Chiếc ô tô tải đang làm gì đây? Tôm, tôm xúc cát à? À, chúng ta xem bạn tôm xúc cát nhá. Ây da, giỏi quá. Bạn tôm xúc cát giỏi quá. Cái gì đấy? Úi, cái gì đưa xem. Lá dầu. Lá dầu. Cái dầu á. Lá dầu. Cái bẩn. À, như còn một chiếc máy xúc đang nằm ở đâu nhỉ? Ở đây không có nhỉ? Ở đây không có nhỉ? Đây cũng không có nhỉ? Cố đi tìm chiếc máy xúc nhá. Xem ở đâu à? À, đây rồi. Đây rồi. À, máy xúc này ra đây nhá. Đi ra đây để làm việc nhá. Rồi, làm việc đi. Làm việc đi. Ra làm việc đi. Rồi.
cho làm việc nhanh nhanh. Ui dồi, chuyện gì đấy? À, máy xúc bây giờ bắt đầu đi làm việc nhá. Zin, leo lên dốc để xúc cát nào. Rồi, đứng đây ha. Máy xúc cái đống cát to này nhá. Cát cho vào cái này nhá. Được rồi, đổ vào đây. À, máy xúc đi chơi tìm bạn ô tô tải nhá. À, ô tô tải đây rồi. Máy xúc này ra đây chơi nhá. Máy đi ra đây. Máy xúc này xúc đất vào ô tô tải. À, ô tô tải đâu mất rồi. Xúc cát đi, máy xúc làm gì đây? À, máy xúc ở đây để quẩy cát à? Xúc cát bằng cái đấy à? Ui dồi. Anh à, giỏi quá, máy xúc này giỏi thế nhở? Máy xúc này xúc cát bằng hai đầu à? À, xem nào. Xúc đi. Ai à, giỏi quá. Hai đầu đều xúc cát à? Máy xúc này thật là giỏi. Còn chiếc máy xúc nào nữa không? Tôm ơi. Đây này. Đâu? Đây. Ở kia có một chiếc máy xúc màu vàng có thể xúc cát được không?
đây là chiếc máy ủi à? Chiếc máy ủi. Máy ủi, ủi cát à? Ủi cát. Ủi cát vào trong ô tô tải à? Đi đâu? Đi đâu? Lại đi đổ đấy. Có phải đi đổ không? Bây giờ đi làm gì đây? Đi đổ cát à? Đi đổ cát đi. Đổ ở đâu? Đổ ở đâu? Được chưa? Đến đây chưa? Chưa đổ à? Cứ đổ đi để xúc cát tiếp nào. Đổ đi. Đổ ở đâu? Không đổ à? Không đổ cát à? Đổ cát đi thôi. À, đổ cát ra đây à? Xong rồi, vào đây xúc cát tiếp nè. Thấy rồi. Được rồi. Cái bằng máy xúc nào đây? Máy xúc bé à? Đây, cái máy xúc to đang đứng chơi này. À, để bổ xúc máy xúc to nhá. Ơ, không được, không được. Ừ. Thức đầy và tôi nổ đi. Ừ. Xúc đi. Đi bẩn đấy. À, xúc đầy cát đi nào, đầy cát đi được rồi nào. Xúc này không làm việc gì à? Sẽ chuẩn bị tông nữa này, bắp bi nữa này. Rồi, được rồi, đây rồi, thôi chúng ta bye bye các bạn nào. Chúng ta bye bye các bạn đi. Thôi bye bye các bạn nha, bọn tôi không bye bye các bạn thôi. Bye bye các bạn, chào các bạn máy xúc nha.